Đã nhắc tới Ngọc Rồng là phải nhắc tới shop bacoi.thuyenmai.com. Shop bacoi.thuyenmai.com, shop bán akbay server an toàn, uy tín, chất lượng, giá rẻ, ngon nghiệt. Các anh em vào ngay shop bacoi.thuyenmai.com để mua akbay server nhá. Về chơi anh em ơi. Tâm thần nhậu bé nhân sinh trai, xin chào anh em. Vâng, xin chào mọi người, thì mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay thì mình đã sẽ quay trở lại với thợ tư chim dài để mà đầu tư nó lên một cái đẳng cấp mới nha mọi người ơi. Bật chén 2 đi đây. Thì hôm nay là có sự kiện Halloween rồi. Thì sự kiện Halloween nói chung cũng khá là giống với năm trước, khá giống với mọi năm, không có gì khác luôn. Mình nghĩ là cái ướt gọc xương nó cũng đổi skill gan vậy, nó cũng đổi skill với con ngọc á. Mình nghĩ là cũng giống vậy. Và mọi người có thấy gì không này, thấy gì không này? Đấy, chứ mình là hai set 7 sao nha mọi người. Mình vừa mượn của anh Còi để mà chuẩn bị đi làm vụ cho nít nở tê của mình. Tuy là hai set 7 sao nhưng mà mình không có cải trang nhiều quá, nên là cái việc mà sức đánh cao là không thể nào được. Tại vì hồi nãy mình đi đi bem quái, ai nhà gơi được viên 2 sao. Hôm qua là thứ hai, hôm nay là thứ hai, nên là mình bem sau gơi 2 sao luôn. Nay mình sẽ đi làm vụ cho nó nha. Đấy, nhiệm vụ là sân 5. À, bây giờ sẽ bay qua gần Bambo để mà bem thôi. À, quên, chưa mua bùa. Thì cái sự kiện Halloween năm nay không có khác gì luôn á. Nhưng mà mình không biết là nó có cái gì đặc biệt không nữa. Nhưng mà để mai mình sẽ test thử. Nói chung mình cũng đã trải nghiệm một tí rồi. Đấy, mình sẽ mua bùa mạnh mẽ, da trâu và một cái bùa dẻo dai để mà có thể làm dù. Nói chung thì làm vụ này thì khá là dễ, chỉ cần mang đồ VIP vô xong rồi mua cái bùa mạnh mẽ thế là bam thôi. Bây giờ mình đã qua bên sân 5 chuẩn bị tất cả mọi thứ anh em ơi. Thì bây giờ tâm thần nhỏ bé của mình sẽ cùng với nick đi với học tê để mà làm vụ bam thôi coi. Ui mạnh phết anh em ạ. Thì mua cái giá tập đây, cái tự động luyện tập này anh em mua phải mua nha. Nói chung là anh em nào mà chơi, nói chung là anh em nào chơi lâu á, chắc chắn là sẽ mua nhiều cái này. Tại vì cái này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là làm vụ nè, vừa bật lên bem là, thứ hai là đi qua map nhanh nè. Nói chung là nó lợi ích lắm, nó đổi khu nhanh nữa. Cái này là đặc biệt anh em nào mà chơi game lâu là phải ngay. Bây giờ sẽ chỉnh lại chat nè, chat 3-4 đi cho bem nhanh tới 3 đi. Ừ, thì cái chat này cũng có nhiều anh em hỏi là chat chơi mọi khóa hạn không. Thật ra cái chat NG là một cái mà của máy tính nên là không bao giờ bị đâu, không phải là hack gì chân á. Mình đã chơi nó từ lúc game ra tới giờ mà sao mà mất hạn không. Cái này một cái phần mềm hỗ trợ cho những cái game mà trên máy tính kiểu vậy thôi, chứ không có liên quan tới mà mất ạc, nên là auto không mất ạc nhá. Thì chết rất là êm, không có chết sao chơi thôi, chạy nhanh. Bây giờ chơi mình trung bình mình chơi tầm chích 4-5. Thì đây mình sẽ chỉ anh em cái cách mà anh em treo. Ví dụ anh em có một ạc ở kế bên nhưng mà lỡ điên cơm mà giờ này là cũng chưa rồi, mình chuẩn bị điên cơm nên anh em mình sẽ chỉ anh em cách để mà treo không mất kết nối. Ví dụ đây là nick nở tê của mình đây, nick đang bay mà nở tê, còn nick này là DZ nha. Đấy, mọi người có thể thấy và nick DZ đang tái tạo lượng. Tại sao? Đấy, mình đang bấm skill bar đây, nên anh em nào mình sẽ chỉ anh em cách để mà không mất kết nối. Cách này là mình đã biết rất là lâu rồi nên bây giờ mình chỉ lại thôi. Đây, khi anh em bị chết đó, các anh em nhớ ấn skill bar vào đó trên máy tính nha, mới được nha. Ấn skill bar vào nó sẽ tự tái tạo lượng đấy, nó tự tái tạo lượng lên. Cái này là vĩnh viễn bất tử luôn, anh em treo cả ngại luôn. Nếu mà màn hình máy tính tắt nó mới tắt thôi chứ. Đây, cứ thế mà treo thôi. Bây giờ mình sẽ đi ăn cơm đấy, rất là dễ, nên là tí mình ăn cơm lên xong là xong nhiệm vụ luôn à. Rất là easy và dễ dàng không anh em. Thì 770 con sên đã ra rồi. Nói chung là mỗi ngày cái ngọc gồng này thì mình nghĩ là vài bữa nó bán cái ghệ mà. Cái sự kiện này mình nhận nó rồi, nói chung là mình chơi lâu nó mình nhận của mẹ nó rồi. Đây, Super Nam đây, bây giờ xong vụ rồi, đi báo cáo với Bulma thôi. Đi ăn cơm lên thì nói chung cũng khá là dễ dàng. Tí thôi, tầm 2-30 phút là xong à. Rất là dễ, nhiệm vụ này rất là dễ. Một tí mình sẽ thử test cho anh em của kênh ở trên xem là không biết là cái năm nay nó có bất tử không nha. Thì không biết là update nó có bất tử không nữa. Mình cũng chưa test, mình thì mình chưa test nhưng mà mình cũng lựa không có xem YouTube có mấy cái bạn mà làm ngọc gồng nó, không biết là mấy bạn đó có test rồi chưa nó. Nhưng mà anh em nào xem tới đây mà lỡ mà chưa biết là để bất tử hay không bất tử thì để mình test cho xem. Thì mình nghĩ là chắc chắn anh em cũng đã test rồi, tại vì
Ví chỉ cần dùng cái con siêu phụ bật cờ đen lên rồi mình bam đệ tử là được rồi. Rất là dễ. Đây với set đồ 7 sao con mã luôn đấy. Mình thì gà thôi nhưng mà được cái là mình có anh còi bảo kê chống lưng. Có nguồn cái bàn đạp là anh còi toàn xài đồ vip thôi. Nên là mình chơi tẹt bô anh em ạ. Thì con đợi mỗi năm nó đều tử nha. Mình đợi mỗi năm mà mình đều chơi game mình đều đợi tới update để mà tới Halloween để mà update cho dễ. Tại vì Halloween update bất tử á, auto phê luôn anh em ạ. Nói thật, tại vì á con đợi mình bất tử nên là ví dụ để gà đi nhưng mà vẫn có thể chơi mắt vip. Ví dụ để mình đang cố làm vụ đây nhưng mà thôi chắc là mình sẽ không làm, bây giờ mình sẽ đi test. Đi test cái con đệ bất tử cho mọi người xem. Đây. Bây giờ sẽ tách con đệ cho mình ra bằng cờ đen lên. Mỗi năm á thì cái năm đầu tiên á thì anh em nói chung là chưa ai chơi game, chưa ai biết cái vụ này nè, chưa ai biết cái vụ Halloween đệ bất tử á. Cái năm đầu kìa nó rất là vui. Còn bây giờ nó nhàn rồi, nó kiểu như nó quen, nó nhớt. Ủa sao không bất tử? Sao không biến thành ma? Cái này là mình phải dùng chiêu đấm thường nha mọi người. Cái này là phải dùng, nếu mà anh em chơi hành tinh nó mới á, phải dùng đấm thường với lại tháo đồ ra cho sức đánh nó yếu ơi. Quên chỉnh đánh thường, để mình chỉnh đánh thường lại đấm liên môn mới được nha. Đấm liên hoàn nó không có biến chị ấy đâu. Đấy rồi, bây giờ thì con đệ mình, nếu mỗi năm theo như mình biết, nếu mà con đệ biến thành ma là để bất tử đó. Nếu mà mình nghe nói có rất là nhiều bạn bình luận bảo rằng năm nay á con đệ nó chỉ 1 phút hình như là nó biến bất tử thành 2 phút là nó mất rồi, nhưng mà không biết có thật không nữa. Nhưng mà mình chưa test nhá, cái này mình xin khẳng định là mình chưa test nên bây giờ mình sẽ test ở đây luôn. Hiện tại là cuồng nộ mình còn 8 phút nha, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nè. Đây mọi người cứ để ý đi, cái mặt xương của mình còn 18 phút đó, bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem. Nếu nó có cái mặt xương của mình nó xuống 16 phút á mà con đệ mình nó vẫn còn con ma thì chắc chắn là bất tử vĩnh viễn rồi. Tại vì nếu mà quá 2 phút mà không có chết á, không vẫn còn á, là chắc chắn vĩnh viễn rồi. Mà mình nghĩ là theo mình nghĩ chắc là vĩnh viễn, tại vì năm nào cũng vĩnh viễn. Nếu mà năm nay không đệ không bất tử thì chửi chết AD cho rồi đi, nói thật chửi chết AD cho rồi đi. Đây à, bất tử anh em à. Thì nói chung là đệ tử mà bất tử thì anh em rất là nên mình, anh em nên lưu ý khiếp đệ là mặc full set tiềm năng luôn, full tiềm năng luôn, khỏi cần mặc đồ hút máu hay gì chân, tay gì để bất tử rồi. Anh em chỉ cần một điều chính là đợi 30 phút vô lần, 30 phút vô canh lần để cho con đệ mình nó biến hình, cần biến hình người đó, cái hồi sinh xong bèn mát. Nếu mà anh em mà trên năm mới thì càng dễ nữa, rất là dễ dàng luôn. Update trong cái mùa Halloween này thôi tuyệt vời con mẹ đó rồi. Và anh em nào xem video tới đây thì nhớ like đến kênh cho mình nha. Mình vẫn chưa biết là nó có tử không, tại vì nãy giờ nó chưa biến hình người nữa. Tại vì có bạn nó bảo là con đệ mà sau 1 phút 2 phút thì nó sẽ biến thành người á. Mình cũng bảo mình test thử lần thì biến thành người, nhưng mà thì sau nãy giờ 5 phút rồi mọi người, thì nó vẫn còn thành ma. Vậy là mình đính chính là clip này, chúng mình làm vụ cho nít nở tên chim dài cộng chính là test đó, chính là đệ bất tử nha mọi người. Tại vì năm nào cũng có bất tử nên năm nay nó chắc chắn phải có đệ bất tử 100% nha mọi người. Thì video mình dừng tại đây, bye mọi người nha.